sáng hôm nay thầy Đức Phúc sẽ hướng dẫn chúng ta cách niệm Phật theo cái tiếng chuông và mõ. Thì chúng ta thường trước khi chúng ta tụng kinh hay gõ mõ thì chúng ta thường có một cái mõ, một cái chuông. Thì theo cách thức của Trung Quốc, Việt Nam, Tây Quản, Hồng Kông thì chúng ta có thấy cách niệm Phật. Thì thường chúng ta trước khi vào một thời kinh, thường chúng ta đánh ba tiếng mõ, rồi xong ta vô rồi bắt đầu vô mõ, vô chuông. Thường vô thì thường ta đánh chuông, thường đánh mình đánh ba cái nhấp, ba cái nhẹ, 1 2 3 nhẹ, xong cái mình đánh 1 2 3 cái mình đánh mõ, đánh cái chuông, cái mõ, cái chuông, cái mõ, cái chuông, cái xong chúng ta sẽ nhấp vào cái mõ sẽ vô đều đều. Nam mô A Di Đà Phật.
hoặc ở ngoài nếu mà có đệ tử đông thì chúng ta đánh kinh đánh trống Bát Nhã nè, rồi đánh chuông, rồi khởi sướng khởi sướng những cái dụng cụ mà tu theo kinh sư nè, thì thường thường lâm tế chính tông hay là theo cái nghi thức ghi lễ của phòng pháp trung ương nè, nghi thức ghi lễ của các cái tôn giáo thì chúng ta phải học, thì chúng ta đi cúng đi kiếm có tiền rồi chúng ta mới có sinh hoạt trong cuộc sống tu hành, thì chúng ta thường thường dùng những cái mà vô mỏ vô chuông thường thường thì thường thường ta đến thì chúng ta thường thường đánh ba tiếng chuông trước, nhưng mà phải nhắc trước ba lần, có nhiều cái hiền viện kêu nhắc ba lần, ba nhẹ xong rồi đánh ba tiếng. Cao hơn.